559 gram. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày nay thì mình bắt con đại bàng ưng mang đi gửi nha các bạn nhé. Đấy, cậu ở Hà Tĩnh mua con đại bàng ưng mái của mình. Thì bây giờ đang là 2 giờ đêm các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chim nó ăn để mình mang ra xe mình gửi nhé. Xe tầm 3 giờ nó chạy các bạn. Mình vừa cân lên cho các bạn coi, cũng như là cho cái cậu cái kia cậu mua cậu coi. Cái này là con mái, con trống sẽ nhỏ hơn. Mặc dù là trong diều nó vẫn còn một ít thức ăn nhé. Mình gửi con mái này đi nữa thì nhà mình còn mỗi một con trống thôi các bạn. Mình không muốn gửi đêm qua, chập tối qua tầm 9 giờ mình điện cho xe định gửi, nhưng mà xe mãi 3 giờ nó mới chạy các bạn, cho nên là mình sợ chim nó đói, cho nên là quyết định là phải chuẩn bị xe nó đi để bắt đầu mình mới gửi, bởi vì lúc đấy con chim nó sẽ được ăn đấy, thì về tới nơi thì con chim nó sẽ khỏe hơn. Nếu mà mình cho nó ăn nếu mà mình đi gửi trước thì mãi 3 giờ sáng thì xe nó mới chạy. Thì lúc tầm này xe chạy thì con chim đang diều nó còn có ít thức ăn thôi, thì có thể là cũng không sao, nhưng mà mình muốn con chim nó đi với mức độ nó phải được ăn khá là no các bạn, để ra ngoài Bắc thì nó sẽ được khỏe hơn. Đấy, với bầu diều như thế thì mình quay đi xa quá rồi. Với bộ diều như thế này thì nó ra Bắc thì thoải mái nha các bạn, nó căng này. Con này thì sáng mai mình sẽ cho nó ăn tiếp. Này, còn con này mái nhá, con này mái thì nó đã 560 gram rồi. Đấy, mà giống diều của nó còn một ít thức ăn thì đại loại nó khoảng tầm 540 gram rồi đấy. Chân các bạn thấy không, chân nó sẽ to hơn. Đấy, hai con này chân nó sẽ, con mái nó sẽ to hơn. Đấy, các bạn nhìn rõ chân hai con chưa, chân con mái nó sẽ to hơn chưa. Con trống này khả năng này nuôi một thời gian nó lông nó to to thì bắt đầu phải ván đấy các bạn, để cho nó để chơi nó một thời gian đã. Chà, này thì ok rồi. Sẽ nồng trắng toát. Hy vọng ở trên xe nó không kêu, đỡ phị phiệt. Trước mình gửi mấy con diều trắng ra ngoài Bắc thấy nhà xe kêu kêu kinh quá. Đại bàng ưng thì chắc nó đỡ kêu hơn. Đang ngủ ngon thì bạn dậy nọ mọ. Mai một mình em kia một mình một tổ. Con trống như chắc là đợi nuôi nó to to thì bán cho nó có giá. Kiếm mấy con bán bông vòng này thì giá nó thấp đấy các bạn. Giá nó rẻ thì chả được đáng bao nhiêu. Này được một cái trăm. Yeah. Rồi. Còn một mình cái này nó sẽ rất là buồn.
Rồi ok, clip này thì mình hình xa cho bạn coi một con tay bóng kia thôi, chủ yếu là quay video cho các bạn, mình đóng hàng thì mình gửi chim đi nhá. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.